Hi, chào anh em và chị ở lớp, mình là từ lúc anh chị Tám, giúp quay trở bạn trong video ngày hôm nay. Ở nhân tiện tiện đường công tác vào lạp kim cương này là phải tổ bát ấy, chả nhớ đấy, thì mình vào mình review luôn các anh em con Vice ở trạng thái ăn học đầy đủ nhất, mắc pi nhất các bạn nhé. Ở ban sáng nay thì mình có làm video một video clip review Vice ở S76 cũng ăn học nhất rồi, nhưng là ăn học nhất ở S76 thì thật sự so với S48 này nó thuộc gọi là thất học mất, đúng không? Đấy, vì server này đã mở đến cái tầng gọi là mở hết là các tính năng rồi, bao gồm cả run thức tỉnh dòng máu rồi chip rồi phím cũng ở trạng thái kinh khủng, là phím mạch kim đấy, thì nói ở trạng thái ghê gớm hơn. Võ sĩ lực chiến thì quanh cái mốc 700.000, thậm chí là hơn rồi, nên thành ra là các bạn thấy khi đánh nhau nó sẽ ở một cái thế trận khác hoàn toàn so với xe của cũ. Nói khác, chúng ta sẽ đạt được cái thế trận theo mình đánh giá là thế trận đỉnh cao nhất, nó phải là thuộc cái tầm xe vừa gọi là level, phải tầm gọi là trên 100 các bạn ạ, mới gọi là mắc pin đấy. Thì hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức các màn đánh nhau của Vice ở trạng thái tứ môn với lực chiến cao nhất các bạn nhé. Sẽ có bạn ngay từ bây giờ sẽ đề xuất ra là này nó đếch có vai của ông rồi review, đúng không? Thế mình vẫn theo tôn chỉ đấy, như nhè ác của bạn cũng như ác của mình, võ sĩ của bạn thì cũng như võ sĩ của mình. Thế chúng ta sẽ soi xem trong Vice ở đây con vai của ai to nhất thì mình đánh con vai của người đấy, đúng không? Mình đánh người đấy coi là chính là tay không chọc với con Vice xếp hạng số 24, như là con vai khỏe nhất của server các bạn nhé. Như vậy là trong server này cũng hiếm người chơi, đúng không các bạn, đến 24 mới gặp một con vai 660k lực chiến, cũng là một chỉ số cao rồi đấy, chứ không phải là thấp đâu. Trên 600k theo mình đánh giá là khỏe lắm rồi, và 40 vẫn chưa thấy con số 2, vẫn chưa thấy con vai số 2, đa phần là team ung thư thôi. Ngoài ra thì các bạn thấy server này có rất nhiều người chơi Edmund Saiki, một con võ sĩ mở các cụm server mới, đặc biệt từ 6x rồi 7x đổ đi, người ta coi thường, coi khinh thường ra mặt các bạn ạ. Đấy, chỉ trọng dụng hội ung thư thôi, còn đâu khinh thường Saiki thì bên này nhá nhá nhả luôn. Thì mình cái câu thời thế tạo anh hùng nó đúng trong rất nhiều trường hợp, và đây là một trường hợp như vậy các bạn ạ. Thời kỳ của S48 là thời kỳ nở rộ của team hỏa của những Kyo Flame của Saiki, Enmax Saiki, nên thành ra là người ta chơi đông đấy. Rồi thế tầm 80 vẫn chưa thấy con vai số 2, hoặc là mình cho bỏ nước nó qua mất, đúng không các bạn? Ghê thật, xem vào này ghê thật, có như mỗi tay không chọc chơi trội, chơi vai ngay từ vòng 1. Chúng ta cùng xem nó đạt hiệu quả như thế nào ở server mới này các bạn nhé. Thì đầu tiên trước khi lao vào trận chiến thì chúng ta phải chuẩn bị quân lực của phe ta đến đâu. Đầu tiên là tính năng run, một tính năng theo mình thời điểm này nó vẫn là cái yếu tố ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Yếu tố thứ hai cho mình là hồn lực lăng đấy. Yếu tố thứ ba là bán môn, nhưng bán môn thì thường những người top server anh ra được hết rồi, thì khác nhau chỗ này thôi. Bộ run hoàn toàn thiên về phản đòn, cũng như là hồi máu của Athena 6 viên đỏ luôn, của Raph với 6 viên đỏ luôn, của thân bài là 6 viên đỏ của sói, của Kyo là 4 viên đỏ chí mạng và 2 viên vàng của sói, và cuối cùng là tới 5 viên đỏ bộ thần nộ cũng là chí mạng nổ lượt 2 của Saiki, cuối cùng là cái bộ bom nhảy sông của Kyo. Đấy, ai mà giết Kyo thì xác định là cái gì nhỉ, bị ăn ám nhá. Đấy, ok, đấy là về bộ run. Mình xin nói luôn thì các bạn ở level thấp hơn, hoặc là uy lực thấp hơn, hoặc top thấp hơn, thì đừng lên coi những bộ run của những người chuyển top làm hình mẫu để gọi là theo các bạn nhé. Ở mỗi một vị thế khác nhau, mỗi một chỉ số khác nhau thì người ta sẽ dùng những bộ run khác nhau. Mình lấy ví dụ hai bộ run này sẽ không phù hợp với những người nào thô uy đâu. Các bạn đừng tưởng người ta chơi thế mà cũng bắt chiếc theo, mà thành là đéo cày giữa đường đấy. Ok, đấy, mình nhìn qua một tí về bộ run nữa để các bạn ngắm được nhá. Đấy, tức là thủ có, công có, đúng không? Vẹn toàn. Thứ hai là chip thì nó thật là bình thường, vì bây giờ chưa phải là thời kỳ nở rộ của chip. Đấy, viên hàng ngày cũng có tới nói chất là hai viên dưới cùng mà không được đỏ, thì các mấy viên kia nó chỉ tăng chỉ số thôi, thì nó cũng bình thường, không gọi là quá ghê gớm đâu. Chúng ta để qua bộ hồn lực 5 đi, đây là yếu tố mình đánh giá cực mạnh ở thời điểm hiện tại. Đấy, ai mà lên là hồn lực 5 báo tố 5 sao chứng tỏ là những người thức thời. Còn bây giờ bắt đầu mình đi nuôi hồn lực 5 là thật, như mình hiện nay bắt đầu nuôi hồn lực báo tố lên 3 sao là thật là hơi muộn màng đấy. Người đến sau em biết làm sao. Thôi thì chúng ta cùng soi xem mà cái bộ hồn lực 5 như thế nào các bạn nhé. Báo tố 5 sao mắc pin của thần bài với tỷ lệ 75% tung tuyệt kỹ 2 lần đấy, liên tiếp nhau luôn trong cùng một lượt luôn đấy, cất kinh khủng khiếp đúng không các bạn, 75%. Ngoài ra đòn đánh chảy máu của nó thì không thể hóa giải và gây ra mất 12% máu cho đối phương trong một lượt. Bộ thứ hai là bộ gọi là bộ gì nhỉ, bộ bất khuất của Kyo Flame. Lão ấy sử dụng bộ bất khuất này theo mình đánh giá cái quan trọng nhất của nó là cái
giải hiệu ứng. Khi mà máu của nó dưới 40% thì sẽ được giải hiệu ứng. Đấy, tất nhiên là hồi thêm máu rồi có thêm tăng tỷ lệ sát thương, cả sát thương tuyệt kỹ đấy. Khi mà còn dùng shop đúng không? Nhưng mà mình thấy cái quan trọng nhất của nó thì vẫn là cái giải hiệu ứng. Vì con này được giải hiệu ứng thì sẽ giải hiệu ứng cho người khác. Và ngoài ra thì nó sẽ được khống chế kẻ khác nữa, ngoài khống chế hơi bị ghê luôn. Bộ bảo vệ của S-Max Sanky. Sanky bản thân là một võ sĩ vệ rồi nhưng vẫn cần bảo vệ. Mình nói thật bạn nhiều nó khỏe quá đúng không? Con này mà đoạn đến tầm khoảng nghĩ là số 3 là số 4 gì đấy mà không cẩn thận nó bị quánh chết ngay. Khéo sợ mà các bạn hội server này. Rồi, giới hạn sát thương 30% thôi. Đây là bộ lick của Athena, bộ này khá ít người sử dụng. Ở trạng thái 1 sao nó sẽ gây ra hiệu quả là gây ra một cái ám cho một võ sĩ bên đối phương, làm giảm 20% lượng sát thương gây ra và nhận thêm vào 10% sát thương nhận vào. Đấy, ám đối phương khá đều các bạn. Đấy. Ở trạng thái 2 sao thì làm giảm chỉ số thủ hàng trước lên tới 12% và hàng sau là 8%. Đấy. Trạng thái 3 sao thì bộ bắt đầu vào mỗi lượt lẻ thì sẽ gây ra một cái hiệu ứng ngẫu nhiên lên phe địch. Ngẫu nhiên ở đây bao gồm câm lặng, tê liệt, choáng đúng không? hay là mê hoặc gì đấy, đại loại là gây một cái yếu tố gì đấy. Bộ cho con Kyo này bộ vẫn đi rồi. Bộ này là cái bộ đội là bộ World God ấy, chính ra theo lý thuyết là bộ này hơi bị mạnh ấy. Nhưng mà thật là nó hơi vẫn đi. Chưa dùng tới. Kể cả World God mà thay bằng cái bộ Vision này thì đẹp hơn đúng không? Ám hai phát. Bộ Devil này cực kỳ phù hợp với Rap, giúp cho Rap yếu hơn và thủ cho hơn, đam yếu hơn và thủ cho hơn. Ok. Đánh đổi thôi các bạn đúng không? Rồi chúng ta còn tính năng gì nữa để mình check nốt nhỉ? Đúng không? Rồi, xem xong tính năng cơ bản rồi đúng không các bạn? Còn môn thì thôi, vào một trận quánh thì check các bạn nhá. Thì check nhiều quá ấy, tốn nhiều thời gian lắm. Đấy, ok, mình cũng không muốn la man làm gì cả. Chúng ta sẽ quánh nhau ngay lập tức. Hãy đối đầu với đầu tiên là Dark Queen. Chỉ nghe tay không chọc này các bạn ạ. S48 này là một cái server. Mình nghĩ là về độ chip chắc thua mỗi S49 tí ấy. S49 thì hoặc là mình ít gặp. Hình như mình chưa gặp server này ở trong đấu trường lên server bao giờ cả. F49 gặp liên tục và gặp toàn top, các top trên toàn top F49. Và khi đấu tranh đoàn lên server cũng hình như cũng chưa gặp server này bao giờ ấy. Hay là không nhớ ấy. Đấy, toàn gặp F49. Đấy, chúng ta cùng trải nghiệm S48 các bạn nhé. Lần 1 Kyo vô hồn nhưng mà được Raf búp nộ, thành ra là cũng có full nộ ngay. Không nhất thiết phải là hồn gấu mà vẫn là full nộ ngay từ đầu. Vai sẽ đối phương, các bạn nhìn thanh tích thương của họ đã đầy bình rồi đấy các bạn nhá, đầy thanh tích thương rồi đấy. Quả này nó nhảy là hơi bị thốn đấy. Nồi dài nhảy vào thằng Kyo thì nếu mà như thế nó lại không bị ám đâu. À nó vẫn đúng hơn là nó vẫn bị ám. Nhưng mà cái ám này sau đấy của nó các bạn nhá là sẽ được biến mất đấy, vì nó hồi sinh mà. Đấy, hồi sinh là cái đòn giải hiệu ứng mạnh mẽ nhất đấy các bạn ạ. Ám gì thì ám cũng giải được. Sau này có một cái nữa là có một cái ám rất khó chịu là cái ám một cái hiệu ứng rất khó chịu là bại huyết của con Mizuchi thì hồi sinh cũng sẽ khắc chế được. Rồi chúng ta cùng theo dõi tiếp tục trận đánh nhá. Bên phe ta thì mất Kyo. Tất nhiên rồi, vì ta chủ động mất mà. Còn đối phương thì mất một mạng của Vice. Nếu như ăn thêm được một mạng này của Vice nữa thì Vice sẽ không thể hồi sinh được. Nhảy vào vị trí của Shunei chính là con bài khắc chế của Dark Queen, khắc chế thằng Enmax Saiki đấy. Rồi, hồn lực bão tố rất ghê gớm. Athena buộc phải biến hình. Và bây giờ bị đánh độc chiêu một lần nữa là sẽ chết thôi. Rồi, khả án đen cho đội bán kem. Do thời lượng video có hạn, cũng trận đánh trong đấu trường miễn phí có hạn, mình quay hai trận nữa nhé, hai người khác nhau. Con Shunei để khắc chế Saiki. Chứ thật sự sát thương của nó dù lục môn rồi nhưng mà chắc là bắt lạt được mỗi thằng Kyo Flame thôi. Thấm nhờ, thần bài rồi, cũng là bão tố. Nhưng mình nhớ không nhầm đây là bão tố 3 sao. Nhưng như thế là đủ để giết Rap rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy là Rap ở server mới thì có thể gọi là sung hưng sung bá được đúng không? Có ông đòi cầm tem 1v6. Đấy, chứ các bạn thấy ở server cũ hỏi một câu liệu có sống được không? Liệu có số không này thì bài nó chém quanh xác. Rồi, rất đen cho đội bán kem. Ông cụ có biết đốt lửa chết được thì ghê. Ôi giời ơi. Đội bạn ăn gì hên ấy. Quả đấy chết được bài đối phương thì bên mình còn có cơ hội thắng. Thần bài lại không nổ, đúng không?
Đấy, nói thật là vai với đối phương cũng chưa thể hiện được nhiều, mà thể hiện quả vừa rồi đó là sự kết hợp đồng đều giữa tất cả các võ sĩ cơ, chứ không phải riêng gì ai cả. Rồi, một trận thắng quá hay của tay không chọc. Ê, vào PR nhắn hắn, lúc đây mình đang vào quay có ông gọi. Đây, mình vừa quay mấy phút rồi, quay trận thắng này, à cũng thua à? À cũng thua à? À ôi, tay không chọc à, khỏe thế nhỉ, hết một live stream đánh của anh tàn thua bây giờ, mình của anh tàn thắng, ảo ghê nhỉ. Mình xem lại chậm lại nhá, vừa mới mấy phút mình đang quay có một tên không hiểu tên nào vào gọi điện thoại của mình, tự nhiên mất cả video, hiểu điền. Tay nhay mà mình vui lòng đừng gọi Messenger của mình nhá. Các bạn mà gọi Messenger là mình bị ngắt ấy. Các bạn gọi cho mình trong số điện thoại ấy, thì nó không bị ngắt, số điện thoại không bị ngắt. Vì cái mình gắn SIM vào một số điện thoại riêng, một cái điện thoại riêng chuyên để nghe gọi thôi, để nó không ảnh hưởng gì cả. Ngoài ra nó đỡ bị bảo mật. Lần trước live stream trên cái điện thoại có gắn SIM thì toang các bạn ạ. Công ấy vào, công ấy định hack ạc mình chít chít. Rồi, tiếp tục xét vai được ngay từ lượt 1. Và vai cũng đầy thanh kích thương. Chúng ta xem vai nó nhảy nhào các bạn nhá. Nói thật là vai của lão Đắc Huynh là khỏe nhất rồi, chứ còn đâu vai của ông kia chắc là yếu, chưa chắc đã nhảy được. Hết được khoảng độ, theo mình nhìn cho anh phải 75% cây máu của Raph. Raph bắt buộc hồi phục lên châu lắm, hồi phục ghê lắm. Ngồi đây là bão tố 3 sao mà lẩy liên tục ấy nhỉ, ăn hết ghê. Quảnh hết thế này đỡ kiểu gì. Tiếp tục là con vai, nó giết vào vị trí của Kyo. Như vậy là không thể ám được đối phương. Kể mà quánh vào bất kỳ các con còn lại thì mình đều sẽ ám được đấy. À trừ thằng Rap, đúng không? Còn đều ám được hết đấy. Nhào mày ăn gì đen ghê, quay video đen ghê. Quay cả hai trận, thua cả hai trận. Hôm nào vào quay lại nữa nha, hôm nào S-Mark vai mà. À ờ, hôm nào đợi hắn lên S-Mark vai mình vào mình quay lại. Hoặc ạc này còn S-Mark cái gì được nữa. Ạc này chẳng biết S-Mark gì, S-Mark hết rồi còn đâu nữa. Đúng không? Canh. Rồi, cú double kill cực kỳ đẹp mắt của thần bài. Đấy, thịt luộc được con hàng sau là con gì nhỉ? Bạn dùng Kyo à? Ừ, Kyo Flame đúng không? Nói chung là lướt đi sử dụng Vice của lão Khương Trọng theo mình đánh giá là rất bất ngờ. Đấy. Trong khi cả cụm server không ai sử dụng. Đấy, server mình thì có tới 3 ông thì dùng thì mình còn đỡ bất ngờ một tí đúng không? Các ông ấy kéo bè kéo đảng với nhau cái gì ăn mảnh anh em thì còn mình còn đỡ bất ngờ một tí. Nhưng ông này ăn mảnh một mình thì thật sự với các bạn là hơi bất ngờ luôn đấy. Đấy thì chơi là nó phải tạo ra sự khác biệt như vậy các bạn ạ. Chứ chơi 10 ông giống nhau cả 10 nó thật nhanh chán lắm. Đấy, top server nào toàn team giống hệt nhau, nhìn buồn luôn các bạn ạ. Đấy, nó chơi nó phải sự khác biệt một chút. Dù rằng là tỷ lệ thua của bạn có thể là cao hơn tỷ lệ thắng, nhưng nó là sự khác biệt. Mỗi khi vào đánh, bạn đánh người ta hay người ta đánh bạn, mình đảm bảo các bạn đều thấy cái sự hay ho hơn là khi mà các bạn dùng một đội hình rất nhàm chán. Đúng không? Và đặc biệt là khi mà đã khác biệt nhưng lại tạo ra sự hiệu quả thì nó còn hay hơn gấp nhiều lần nữa. Rồi, Vice tối đa của chúng ta 3 mạng, tính cả mạng đầu là 4 mạng. Bật dị môn rồi mà các bạn, và đây là full thanh tích thương. Đánh theo phong cách O-bomb các bạn ạ. Rồi, các bạn nhìn thấy đã đỡ đòn mà vẫn mất mạng. Eo, bóp ghê. May Athena không chết đấy. Sợ thật đấy đúng không các bạn, con vai nó nhảy tởm thật đấy. Nhảy vào thốn vào đấy luôn. Nhảy vào Rap thì hết 75% máu, nhảy vào Athena hết cả cây. Mày ăn gì mày ghê thế? Chính là nó ăn tích thương đấy các bạn ạ. Mỗi lần đánh này là thanh tích thương của nó sẽ tăng dần lên. Hiện nay đang thanh tích thương theo mình thấy thì nó đang lỗi hiển thị một tí. Nên thành ra là nó không được đúng như là những cái gì ta nhìn thấy. Tức là các bạn nhìn thấy đánh nó không lên, nhưng khi mà nó chết các bạn nhá, nó hồi một đống đấy, nó hồi đầy mình luôn đấy. Nói thật là nó hơi lỗi. Athena chưa biến hình đâu. Rồi, thần bài là ăn hết cho em lại hai lần vui kỹ cho em. Ba sao cứ làm nhà làm sao ấy. À rồi thế thì còn nghe được. Ba sao phải đúng vai trò ba sao. Đã bùi máu điên thế. Rồi, Athena đứt rồi. Không hiểu là biến hình lúc nào mình không để ý. Bên đối phương còn thấy là 5 võ sĩ. Đến lượt số 5 này thì mới bắt đầu mới giết được thằng này các bạn này. Cái thằng này nó mấy đoạn đầu nó như tung ấy. Khó giết lắm các bạn ạ. Nó có giới hạn có 20% thôi, tung còn giới hạn 30%, này nó giới hạn có 20%. Cái loại giới hạn của nó còn kinh hơn. Rồi, gõ vào Athena này.
Rồi, thì nay mà lại thua được cả. Con vai nó ghê gớm quá nhỉ, nó lại một nhảy lại chết à? Sao mày gớm đi. Mình nghĩ là chỉ có thế thôi thì phe tay mới thua được, chứ không thì thua làm sao được. Rồi, thanh kích thương chưa đủ. Nhưng thần bài thì không cho phép điều đấy. Thần bài nó chém siêu ổn định luôn các bạn ạ. Vẫn còn một lần nữa. Rồi, vẫn đủ sát thương để mà giết giết cái gì đấy, giết Lan chết con kia. Thần bài khỏe nhỉ. Rồi. 3 triệu là thật là hơi yếu. Vì cái hồn lực long của nó thì chỉ có thế thôi, tung từng nhiều lần nhưng mà yếu. Hồn lực bất khuất thì nó khỏe, bay các bạn ạ, không sống đâu. Đầy thanh tích thương thì nó thật đầy bình, thần bài cũng còn khó, cũng còn ngắc ngoải, chứ đừng nói là sống được, hơi thua rồi đúng không? Thần bài đối phương chém là mình chết. À, biết đâu bất ngờ, không có bất ngờ gì xảy ra cả. Ok, khó chơi nhỉ? Đấy, khó chơi thật đấy. Đấy các bạn thấy vai nhảy ác đúng không? Ba mạng, đánh ôm bom được cả Raph, ôm bom được cả Athena, ôm bom còn ôm còn Kyo đầu trước đầu rồi, ôm bom được cả thần bài. Hôm qua lại nào bây giờ tìm mấy ông Archer này nhỉ? Mim Archer là cung thủ à? Cung thủ tên là Mim à? Hội quán KBR mình chả biết nước nào nữa. BR thường là Brazil, KBR không biết là hội quán nước nào. Xem một quốc tế này mình thật nói thật là lượng người chơi Việt Nam chả đông nhất, đông nhì đến hội Mỹ Latin, bao gồm Bồ Đào Nha, Brazil, Tây Ban Nha, đấy đại loại những cái nước mà dùng cái ngôn ngữ Mỹ Latin, Tây Ban Nha các bạn đấy. Hơi ảo đúng không? Mỹ cũng có nhưng không nhiều. Nhiều nhất mình nghĩ vẫn là Việt Nam thôi đến đến hội đấy. Ông này thì yếu quá nhưng mà chúng ta vẫn xem được vai đối phương hoạt động như thế nào. Họ thua phe ta phải đến 500k được chiến ấy. À, thích thích nhảy vào Kyo nhỉ. Vai ở đâu cái gì nhỉ? Xion mà giết Kyo đợt này thì không bị Kyo kia cơ mà Kyo này. Kyo kia nó mới có mang cái rune ám thì không bị ám các bạn nhé. Ui để đần nòi đúng không, để con Xion nó chọc thì được, phải được khen là thông minh không. Đấy, quả cú nhảy vai vừa rồi theo mình đánh giá cũng là tương đối chất lượng nhưng mà không bằng được lão Khương Trọng, vì nó mình nghĩ là chưa học được bằng về rune, về phím, về chip chứ các thứ chẳng hạn đúng không, khả năng là không bằng. Ôi Kyo quả quả thổi lửa của rồi bay luôn một hàng, nguyên một hàng các bạn kìa, anh ta ghê thật đấy. Rap thì luôn luôn là phun nộ vì đã tứ môn rồi mà. Cái gì đấy đối phương cũng dùng rap nhưng mà là thằng rap cùi 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 các bạn, dùng viện trợ rap cùi dị nhỉ, chơi dị ghê. Thằng Mim ắt chơi hơi dị đấy thật sự. Viện trợ các bạn thấy nó sẽ tăng tỷ lệ khá sát thương như hàng trước đấy, đấy. Khá dị đấy. Xem hàng nhiều tay ngộng nhỉ. Dị ớm thật đấy. Hai ông chơi Vice cũng được gọi là số nhiều rồi. Nhưng mà đội hiệu quả này vai của lão Khương Trọng rõ ràng là tốt hơn. Đấy, đường nuôi tốt hơn mà. Đấy, VIP 15 cộng là phải khác chứ đúng không? Ok, hồ lực báo tố các bạn nhìn thấy rất khó chịu. Và hỏi các bạn liệu liệu Rapetto có sống được không? Nó còn vả cho phát lửa rồi. Ôi trời, lại quay sang vả vai. Nhưng nói thật là mình vẫn cảm giác con thần bài của tay Khương Trọng đam nó khỏe hơn các bạn ạ. Cú vẩy độc chiêu nó cả nó thấm lắm. Thần bài bên mình vẩy nó theo mình nó chưa nó nét bằng. Vai mình đối phương đã full thanh tích thương. Block rồi, hơi yếu hơn một chút nhỉ. Block mà hết có khoảng độ 3/4 cây máu thôi. Chỗ kia khoảng 70% cây máu thôi, chưa được 3/4 đâu, hơn 65%. Gần 70%. Đấy, chứ còn vai lúc nãy phun thanh kích thương của Khương Trọng là xử lý là phun cho Athena bay luôn cả bình ấy, biến hình luôn. Rồi Xion là đoạn lết này cảm giác chọc máy như ở gãy ngứa ấy. Và cứ không giết được người thì các bạn thấy hai bên lại đầy bình thôi. Đấy, vì có rất nhiều họa sĩ hồi phục tới từ cả viện trợ nội tại độc chiêu tuyệt kỹ
Rồi, Penta thắng rồi. Thần bài tất nhiên là vẫn là võ sĩ có cái lượng sát thương gây ra nhiều nhất. Enmax Saiki thì đang thật ra là hoạt động khá tốt với đội hình của Mi Master. Một phát vậy như mình nhớ nhầm mà giết con Kyo Flame. Đấy, còn của tay không chọc thì hắn có cái con gì đấy? Có cái con chú đây nó đỡ để tạo được 4 được 5 mới giết được nó. Rồi, chiến thắng là về Feta rồi, Saiki quánh Saiki. Ăn đấy, vì Saiki đối phương, thật ra Saiki đối phương họ cắn mình cũng đau đấy. Cắn cho thần bài chỉ còn khoảng độ 20% máu thôi, không ai bù lốt chỗ đam còn lại thôi. Có một con nữa bù vào là chết đấy. Đấy. Bên mình nghĩ là hơn tối về mặt lực chiến, thì bên đối phương mà ngang lực chiến bên mình nhá, thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Ôi, Trạch Hương Trọng đã lên 4 triệu rồi à? Ôi, tay nào còn lên hơn 4 triệu nữa các bạn này. Nên nói thật với các bạn, top 1 này không chóc chân đâu nhá. Thậm chí ông Hoàng Bách vẫn đánh được thắng đây các bạn này. Đúng không? Cái thằng Aston Sela này thấy ban chiều ăn hành của tay không chọc bây giờ đã ăn hành tiếp. Ok, thôi nhá. Quay video các bạn nhận được và đấy. Quan trọng là các bạn phải có cái sự đột phá. Đấy, dám một mình hoặc là đấy hai mình. Đi xem vừa này là hai mình hoặc là ba mình đi xem vừa mình cũng được. Đấy, đi theo một cái hướng riêng. Đấy. Hai mình đi được theo hướng riêng. Đấy, sau đó thì cái gì nhỉ? Nuôi cho Bắc Binh rồi. Đồ đạc nó phải đủ vào. Thật ra là so với những cái con đi trước đấy đã lưng cái tùng lục bôn rồi thì nó vẫn yếu hơn một chút. Nhưng như thế là mắc pin trong tầm của nó rồi các bạn ạ. Đấy, đúng không? Rồi bài trí vị trí đứng đúng, run chuẩn, phím chuẩn, hồn được năm chuẩn. Đấy, chắc chắn là nó sẽ có những cái cơ hội tỏa sáng như con vai server 48 này tỏa sáng. Hôm trước thì mình cũng làm một app của bên server mình, con vai của lão HH này S60 cũng đã tỏa sáng rồi. Đó, nếu bạn nào mà vai của các bạn mà vẫn đang cái gì này mặc cái bộ đồ màu đen ấy đúng không, đấy thì mua sơn thôi, nhất là mình sơn đi nhá cho nó có skin để tăng sức mạnh nhá. Đúng không, đấy còn đâu các bạn đừng có lôi nó chưa đi tới bến mà chê nó lại yếu, hoặc nghe theo mấy ông chém gió ở server Nhật với server gì server Đài hoặc là server QQ về chém đúng không, đấy công đi du học về tan băng giả về đây chém không được đúng không. Đấy, mỗi server nó có một cái khác nhau, tất nhiên là chúng ta có thể lấy điều đó làm tham khảo thôi, còn tham khảo thì phải chứng minh nữa chứ không thể là nghe theo lời một chiều được đúng không. Rồi, hy vọng là clip sẽ cho các bạn những góc nhìn đầy đủ hơn, thú vị hơn về cuộc chơi quyền vương chỉ tạ. Cảm ơn ông Forget Me đã cho mình vượn ảng làm video và cảm ơn gián tiếp thì ông vừa bị đánh nhá. Đấy, ok, hẹn lại bạn trong các video tiếp theo mà khéo không cảm ơn mình thì đúng không, mình toàn đánh thua. Ok.